Chào mừng các em đến với kênh Tiểu học Channel. Các em thân mến, ở tiết kể chuyện hôm nay, chúng ta cùng nhau thực hành nhìn tranh và kể câu chuyện Kiến con đi học. Các em lắng nghe cô kể mẫu nhé. Hôm nay là ngày khai trường. Kiến con chuẩn bị đi học. Kiến mẹ đã chuẩn bị cho Kiến con đầy đủ cặp, sách vở, bút chì, thước kẻ. Kiến con tung tăng cắp sách đến trường. Tan học, Kiến con về nhà với nét mặt buồn rầu. Thấy vậy, Kiến mẹ hỏi: "Hôm nay là ngày khai trường, sao con lại không vui?" "Con không muốn đi học đâu." "Có chuyện gì thế con?" Kiến con vừa khóc vừa kể với mẹ: "Thầy giáo không chấm điểm cho con, thầy bảo con viết chữ bé quá, thầy không đọc được." Kiến mẹ lại hỏi: "Thầy giáo con là ai vậy?" "Thầy là bác voi bụng đấy mẹ ạ." "Ồ, con đừng lo, ngày mai thầy mang kính lúp đến lớp, thầy sẽ đọc được chữ của con." Theo chuyện của mùa thu. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Cảm ơn các em đã lắng nghe. Các em hãy tiếp tục like và subscribe kênh Tiểu học Channel để được lắng nghe những câu chuyện tiếp theo các em nhé. Bên cạnh đó, các em cũng có thể truy cập vào fanpage Tiểu học Channel và để lại lời nhắn đề xuất những câu chuyện, những bài học mà các em muốn được xem trên kênh Tiểu học Channel. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.